Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sầu riêng Việt Nam bị quốc tế cảnh báo kém chất lượng Báo Thanh Niên đưa tin ngày 2 tháng 9, sầu riêng Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản, Trung Quốc liên tục bị phản ánh về chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cao đã có khoảng 200 container sầu riêng bị phía Trung Quốc trả lại Việc này đang khiến loại trái cây xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam bị giảm uy tín, nguy cơ khó giữ được thị trường xuất khẩu bền vững hình ảnh báo thanh niên đưa tin. Ngày 2 tháng 9, bà Đinh Anh Minh, giám đốc công ty Icarus, địa chỉ tại thành phố Tsukuba, tỉnh Ibaraki, Nhật Bản, nói với báo thanh niên rằng đầu tháng 8, công ty bà mua hai kiện hàng với 13 quả sầu riêng tươi nhập khẩu từ Việt Nam đưa về cửa hàng bán lẻ. Trong số đó chỉ có một quả sầu riêng chính, hai quả bị sượng hoàn toàn, hai quả bị non không thể chín, số còn lại thì bị nước vỏ, cơm bị chua, khiến công ty bà chỉ thu hồi được 20% vốn. Có nhiều năm nhập khẩu trái cây Việt Nam phân phối ở thị trường Nhật Bản, bà Lê Thị Kiều Anh, giám đốc công ty Apple LCC, có văn phòng đặt tại Tokyo, Nhật Bản, cũng dính một lô hàng sầu riêng non, khiến doanh nghiệp bị lỗ nặng, mất khách. Theo bà Anh, lô hàng 2,1 tấn sầu riêng nhập khẩu Việt Nam, giá 210.000 đồng một ký. Khi đến Nhật Bản, toàn bộ hàng được phân phối cho cửa hàng bán lẻ đã đặt trước. Sau vài ngày giao hàng, đối tác tới tóc gọi điện thoại, phản ánh sầu riêng không chín, quả chín thì cơm sống sượng không ngọt có mùi chua. Sau đó, doanh nghiệp phải thu hồi toàn bộ sầu riêng mang về kiểm tra thì có 70% bị thối hỏng. Chỉ riêng lô hàng này chúng tôi đã bị lỗ 300 triệu đồng. Sau rất nhiều lần thương lượng, đối tác Việt Nam chấp nhận chia sẻ 50% tiền lỗ. Nhưng thiệt hại lớn nhất chính là mất đi niềm tin, uy tín đối với đối tác. Người tiêu dùng ở Nhật Bản, bà Oanh nói, tại tọa đàm tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam diễn ra ngày 29 tháng 8 ở Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam phản ánh, hàng chúng tôi xuất khẩu sang nước ngoài vẫn bị trả về vì dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất lượng không đảm bảo, đã có khoảng 200 container sầu riêng bị phía Trung Quốc trả lại. Phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã thông báo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về tình trạng vi phạm thực hiện mã số vùng trồng. Những việc này gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp Việt Nam. Hình ảnh sầu riêng Việt Nam trong siêu thị. Ông Bình cũng lưu ý một số nước như Hàn Quốc thông báo nếu vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm thì cấm vĩnh viễn luôn, chứ không phải là đóng cửa tạm thời để khắc phục. Mong doanh nghiệp của Việt Nam phải xác định rõ ràng là mình làm thật, làm trung thực, Tuân thủ chặt chẽ quy định của thị trường nước ngoài thì mới tồn tại và phát triển được. Bà Ngô Tường Vi, tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu, tỉnh Bến Tre cho biết vấn đề lớn nhất của ngành hàng sầu riêng Việt Nam hiện nay là chưa có bất cứ quy định nào về kiểm soát chất lượng. Trong khi nhìn sang Thái Lan, nông dân được tập huấn hướng dẫn rất kỹ về quy trình canh tác, từ khi cây ra hoa, xả nhụy đã phải ghi chép, buộc dây, đánh dấu khi đủ ngày thì phải cắt ra kiểm tra, nếu chất lượng đảm bảo thì mới được phép cắt bán. Chính vì các quản lý này nên sầu riêng của Thái Lan có chất lượng đồng nhất. Liên quan đến phản ánh này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Trung cho biết Bộ cũng nhận được phản ánh từ các doanh nghiệp xuất khẩu về tình trạng sầu riêng bị cắt non, chất lượng không đảm bảo, sang đến thị trường nhập khẩu thì bị thối hỏng, phải đổ bỏ. Dù số lượng các lô hàng này không nhiều, nhưng tác động rất tiêu cực đến uy tín hình ảnh sầu riêng Việt Nam. Giá trị xuất khẩu rất lớn, đầu ra tiêu thụ tương đối ổn định, nên vấn đề lớn nhất của ngành hàng sầu riêng là phải giữ được thị trường xuất khẩu ổn định, bền vững và xác định phải cạnh tranh với các nước bằng chất lượng chứ không phải số lượng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhận thức rõ những vấn đề của ngành sầu riêng và yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng các quy trình canh tác tiêu chuẩn thu hoạch sầu riêng phải đáp ứng yêu cầu về kích cỡ màu sắc chất lượng ra sao chứ không phải kiểu thu hoạch một dao non hay già đều cắt hết sẽ tổn hại đến uy tín thương hiệu sầu riêng việt nam ở các thị trường xuất khẩu ông trung nói quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin sầu riêng Việt Nam bị quốc tế cảnh báo kém chất lượng. Mỹ muốn biến Việt Nam trở thành đại bản doanh sản xuất chip. Theo Reuters, ngày 1 tháng 9 cho hay, tình trạng thiếu kỹ sư kinh niên ở Việt Nam đang nổi lên như một thách thức chính đối với việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại nước này. Và đối với kế hoạch của Mỹ nhằm thúc đẩy quốc gia Đông Nam Á này thành trung tâm sản xuất chip, phòng ngừa rủi ro liên quan đến nguồn cung từ Trung Quốc, hình ảnh Reuters đưa tin. Theo đó, ngành công nghiệp bán dẫn dự kiến sẽ là tâm điểm trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Hà Nội vào ngày 10 tháng 9, với mục tiêu chính thức nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước. Ông sẽ đề nghị hỗ trợ Việt Nam tăng cường sản xuất chip, quan chức Mỹ cho biết. Sản xuất tại các quốc gia bằng hữu trong ngành công nghiệp bán dẫn chiến lược là một trong những động lực chính của Washington. Để thuyết phục lãnh đạo Việt Nam đồng ý nâng cấp mối quan hệ, hà nội ban đầu lưỡng lự về việc này do lo ngại phản ứng từ trung quốc việc nâng cấp mối quan hệ có vẻ như mang lại hàng triệu usd từ đầu tư tư nhân và một số các khoản tài trợ công cho ngành công nghiệp bán dẫn của việt nam nhưng giới chức nhà phân tích và các nhà đầu tư trong ngành công nghiệp này cho rằng một số lượng ít ỏi các chuyên gia được đào tạo sẽ là một trở ngại lớn cho sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp sản xuất chip Số lượng các kỹ sư phần cứng hiện có thấp hơn nhiều con số cần thiết để hỗ trợ cho các khoản đầu tư hàng tỷ USD. Khoảng một phần mười nhu cầu dự đoán trong vòng 10 năm tới, ông Vũ Tú Thành, Giám đốc văn phòng Hội đồng Doanh nhân Mỹ Asian tại Việt Nam, cho hay. Đất nước 100 triệu dân này chỉ có 5-6 ngàn kỹ sư phần cứng được đào tạo cho ngành sản xuất chip, trong khi nhu cầu dự kiến là khoảng 20 ngàn trong năm nay và 50.000 cho một thập kỷ. Ông Thành nói dẫn số liệu ước tính từ các công ty và các kỹ sư. Ngoài ra, còn có nguy cơ không đủ số lượng các kỹ sư phần mềm, chip được đào tạo. Theo ông Nguyễn Hùng, quản lý cao cấp về chuỗi cung ứng tại Đại học RMIT Việt Nam. Ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam nơi xuất khẩu sang Mỹ trị giá hơn nửa tỷ USD mỗi năm. Theo số liệu của chính phủ Việt Nam, hiện đang tập trung vào khâu phụ trợ của chuỗi cung ứng bao gồm lắp ráp, đóng gói và thử nghiệm chip. Dù đang chậm chạp mở rộng sang các lĩnh vực khác như thiết kế, hình ảnh một cơ sở sản xuất chip ở Mỹ. Nhà Trắng không nói rõ phân khúc nào trong ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam sẽ được ưu tiên, nhưng các giám đốc điều hành ngành công nghiệp này tại Mỹ đã chỉ ra rằng khẩu phụ trợ là lĩnh vực tăng trưởng chính. Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong các cân nhắc này, gần 40% sản xuất phụ trợ trên toàn cầu là từ Trung Quốc vào năm 2019, theo Boston Consulting Group. Điều này khiến phân khúc lắp ráp trở nên được tập trung nhất trong ngành công nghiệp bán dẫn sau sản xuất chip. Không ở phân khúc nào mà Bắc Kinh lại nắm vai trò thống lĩnh như vậy. Mỹ cũng quan tâm tới việc thúc đẩy khả năng cung ứng vật liệu thô cho sản xuất chip của Việt Nam, đặc biệt là đất hiếm. Việt Nam ước tính là nước có trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai sau Trung Quốc. Ông Hùng từ Đại học RMIT của Việt Nam nói, Việt Nam đang xâm nhập vào phân khúc thiết kế chip nhỏ hơn. Công ty phần mềm thiết kế chip Synosys của Hoa Kỳ, đối thủ Marvel, có kế hoạch xây dựng một trung tâm đẳng cấp thế giới và các công ty địa phương đang mở rộng việt nam cũng thu hút sự quan tâm từ các nhà sản xuất chip có tham vọng xây dựng nhà máy sản xuất chất bán dẫn đầu tiên vào cuối thập kỷ này tuy nhiên theo reuters tham vọng trong lĩnh vực chất bán dẫn có thể chỉ là giấc mơ nếu việc thiếu nhân công lành nghề không được giải quyết thấu đáo khiến việt nam trở nên dễ bị tổn thương trước các đối thủ trong khu vực như malaysia và ấn độ quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin Mỹ muốn biến Việt Nam trở thành đại bản doanh sản xuất chip. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d